nhằm mục tiêu nâng cao tri thức và kỹ năng chăm sóc răng miệng cho giảng viên và sinh viên. Nha khoa ASEA đã hợp tác với Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh HUTECH tổ chức sự kiện tuyên truyền và tầm soát răng miệng cho giảng viên, sinh viên. Hoạt động này đã đón nhận sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng và các đối tác y tế, mang theo thông điệp lan tỏa kiến thức và tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là một trong những sự kiện ý nghĩa mà Nha khoa ASEA thường xuyên tổ chức với hy vọng mở rộng hiểu biết về cách chăm sóc răng miệng và những lợi ích mà nó mang lại. Khi được tham gia vào chương trình lần này thì em được bác sĩ bổ sung các kiến thức về chăm sóc răng miệng và được thấy bác sĩ dặn dò nhắc nhở và về việc là tham gia răng 6 tháng định kỳ 6 tháng một lần. Tại sự kiện, các giảng viên, sinh viên không chỉ tham gia vào quá trình tầm soát răng miệng mà còn được tư vấn về chăm sóc răng và hướng dẫn cách đánh răng đúng cách, đồng thời nhận được những thông tin quan trọng về phòng ngừa và điều trị các vấn đề liên quan đến răng miệng. Với hệ thống nha khoa tiên tiến, đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao với 20 năm kinh nghiệm trong ngành răng hàm mặt, Nha khoa ASEA không chỉ là địa chỉ uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh mà còn là nguồn động viên cho sự chăm sóc răng miệng toàn diện và hiệu quả.